mời quý vị lắng nghe lời Chúa. Thứ sáu tuần thứ hai mùa vọng, ngày 15 tháng 12 năm 2023. Bài suy niệm của nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc, dòng nữ Đa Minh, Gò Vấp. Tin mừng theo Thánh Matthew chương 11. Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác và nói: tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa, tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không đấm ngực khóc than. Thật vậy, ông Gioan đến không ăn không uống thì thiên hạ bảo ông ta bị quỷ ám. Con người đến cũng ăn cũng uống như ai thì thiên hạ lại bảo đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động. Thói đời vẫn thế, mỗi người chỉ thích sống theo ý riêng của mình, như những đứa trẻ không sẵn sàng hợp tác để trò chơi được hình thành và có niềm vui. Cũng vậy, lời Thiên Chúa và các tiên tri dạy là lời khôn ngoan. Nếu ai nghe và đem ra thực hành, thì phúc rất lớn. Thế nhưng, người ta đã không hưởng ứng, lại còn phê phán và bắt lỗi. Đức Giê-xu nói, thật vậy, ông Gioan đến, không ăn, không uống, thì thiên hạ bảo, ông ta bị quỷ ám. Còn người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo, đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Đức Giê-xu và ông Gioan Tẩy Giả đã làm tất cả những điều tốt đẹp để cứu độ nhân loại. Nhưng làm cách nào cũng bị dân từ khước, họ lại còn ngụy biện và bóp méo sự thật nữa, việc tốt ra việc xấu. Lòng người khó thay đổi khi người ta không muốn. Ông bà ta thường nói, giang sơn dễ đổi, lòng người khó dời. Tuy nhiên, Chúa Trời là nguồn mạch khôn ngoan, sẽ minh chứng cho chân lý ấy. Lạy Chúa, xin cho tâm hồn chúng con luôn sáng, để có thể phân biệt phải hay trái. Xin cho lòng chúng con luôn biết mở rộng, đón nhận những điều tốt đẹp Chúa ban qua các biến cố của cuộc sống, qua những người Chúa gửi đến giúp đỡ chúng con, đặc biệt là nhận ra chân lý và sống chân thành. Xin cho chúng con luôn biết sẵn sàng chung tay trong những việc tốt lành thánh thiện, biết học hỏi và tích cực thi hành lời Chúa dạy. Amen. Chờ
Chúa đã